Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 15 mở rộng nhằm đánh giá công tác năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và việc làm của công dân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với chức năng của mình, các cấp công đoàn thành phố đã nỗ lực triển khai hiệu quả và toàn diện các nhiệm vụ thông qua nhiều hình thức, cách làm khác nhau. Nổi bật nhất là tổ chức thành công chương trình Tết Sum Vầy, Ngày hội công dân phiên chợ nghĩa tình, chuyến xe công đoàn, tặng quà Tết cho đoàn viên người lao động khó khăn với số tiền gần 5 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 54 máy ấm công đoàn với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, công đoàn thành phố đã dành hơn 41 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công dân viên chức lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kết quả này sẽ là động lực để các cấp công đoàn thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, mà trước mắt là tổ chức hiệu quả và chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động.